Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết đoàn, chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp hội phụ nữ tỉnh quan tâm phát triển nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các hội viên. Đặc biệt phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả các địa bàn vùng cao, vùng xa, thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong phần đầu của chuyên đề kỳ này. Cuối chuyên đề là phóng sự về các tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn huyện Mường Khương. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện Mường Khương được các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn quan tâm, đầu tư phát triển. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Đặc biệt, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia. Buổi chiều, sân tập luyện khối đoàn thể huyện Mường Khương lại đông vui nhộn nhịp như thế này. Sau một ngày làm việc căng thẳng, chị em phụ nữ ở đủ mọi lứa tuổi lại tập trung chơi bóng chuyền hơi để giải trí, nâng cao sức khỏe. Khi mà được tham gia bóng chuyền hơi và được tham gia câu lạc bộ thì tôi thấy nó rất là bổ ích. Thứ nhất là giúp cho sức khỏe, đấy. Thứ hai là có tinh thần đoàn kết và chia sẻ cuộc sống của mọi người trong cộng đồng, trong gia đình. Phong trào thể dục thể thao đã trở thành nếp sinh hoạt của chị em phụ nữ trên địa bàn thị trấn. Mỗi hội viên phụ nữ tùy theo sở thích, lứa tuổi có thể lựa chọn những môn thể thao phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế gia đình để tham gia. Chạy bộ, đạp xe, bóng chuyền, cầu lông. Các chị em còn tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm trên địa bàn thị trấn. Riêng như môn bóng chuyền hơi, chỉ sau một thời gian ngắn phát động đã có 15 câu lạc bộ được thành lập với trên 150 hội viên phụ nữ của thị trấn tham gia luyện tập thường xuyên. Tôi cũng luôn luôn vận động và động viên tất cả các chị em cũng như anh em trong trường tham gia rèn luyện có sức khỏe tốt nhất để luôn có một cái sức khỏe đảm bảo cho trong công tác giảng dạy cũng như là chuyên môn của nhà trường. Bên cạnh các hoạt động sôi nổi được tổ chức vào các dịp lễ Tết kỷ niệm mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mường Khương cũng thường xuyên tổ chức giải đấu thể thao để các chị em hội viên trên địa bàn giao lưu. Thông qua các giải thi đấu, hội đã phát hiện lựa chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của thị trấn để tham gia các giải do cấp trên tổ chức. Đây cũng là dịp để các chị em được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau từ các địa phương khác. Ví dụ như là đã tổ chức các giải bóng chuyền hơi trong các năm để cho các chị em, các bà, các mẹ, các chị tham gia hoạt động và tổ chức giao lưu các hoạt động thể thao giữa thị trấn và các địa phương khác, được sự ủng hộ của tất cả mọi người trên địa bàn thị trấn, đặc biệt là các chị em nữ trên địa bàn rất là phấn khởi, ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Thông qua các hoạt động thể thao đã góp phần tích cực trong việc tập hợp, thu hút hội viên, đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Đặc biệt phong trào còn lan tỏa tới cả những địa bàn khó khăn, vùng cao của huyện như Cao Sơn, Tà Thàng. Phụ nữ người Mông, người Phú Lá vốn nhút nhát, rụt rè, nay đã tự tin, mạnh dạn tập luyện, thi đấu những giải bóng đá nữ như thế này. Có các câu lạc bộ của nữ như là câu lạc bộ bóng đá ở Bản Lầu, rồi bóng chuyền hơi tại thị trấn Mường Khương hay là một số xã lân cận. Thì từ đó tạo nên một cái sân chơi hết sức lành mạnh cho chị em. Đặc biệt là trong chị em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã như là Cao Sơn, như Lan Văn Tần hay Tà Thàng. Ngoài tham gia phong trào thể dục thể thao, đời sống tinh thần của chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Khương còn không ngừng được nâng cao nhờ việc tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ bản sắc, bảo tồn văn hóa trên địa bàn. Xác định hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số là những hạt nhân quan trọng để gìn giữ và lan tỏa các làn điệu dân ca, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Khương đã có những cách làm cụ thể để quy tụ, thu hút hội viên. Mô hình điểm câu lạc bộ dân ca được xây dựng đã tỏ rõ hiệu quả. Tiêu biểu phải kể đến câu lạc bộ dân ca Nùng Dín ở xã Nâm Lư, đội văn nghệ dân tộc Bố Y của xã Thanh Bình hay thị trấn Mường Khương, thường xuyên tham gia biểu diễn trong các chương trình hoạt động của địa phương,
hay chính từ những buổi sinh hoạt câu lạc bộ sôi nổi như thế này đã giúp chị em thêm yêu những làn điệu dân ca truyền thống và nâng cao trách nhiệm trong việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Đi làm văn nghệ thế thì cũng rất là vui, rất là thích. Gặp bạn bè chỗ nào mình cũng bảo chị em ai có thích nghề này không đi, thì nếu mà ai cũng thích thì đi cùng với chúng tôi tập văn nghệ đi. Câu lạc bộ của chúng tôi thì được tổ chức vào được sinh hoạt hàng tháng vào 15 hàng tháng là nhờ các nghệ nhân lớn tuổi ở trong làng chỉ dạy về các làn điệu dân ca của dân tộc Bố Y và cách đánh đàn. Trong thời gian tới thì tiếp tục tuyên truyền để vận động nhiều chị em tham gia nữa để học được những làn điệu dân ca của dân tộc Bố Y để phát huy cái bản sắc dân tộc của Bố Y ạ. Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, cán bộ hội viên phụ nữ huyện Mường Khương đã và đang trở thành nhân tố tích cực giữ gìn, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống, qua đó đóng góp quan trọng vào nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phát triển du lịch của địa phương. Các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe trong cán bộ hội viên phụ nữ. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động, câu lạc bộ, mô hình đã giúp chị em có điều kiện tăng cường sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cũng là nơi để hội gắn kết, lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức hội phát động. Việc triển khai sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã giúp cho cán bộ hội viên hình thành thói quen, nhu cầu được luyện tập, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, sống tích cực, năng động hơn. Đối với tổ chức hội, đây cũng là một trong những hình thức hiệu quả thu hút tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Chị em hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, góp phần tạo cái nền tảng sức khỏe trong người dân để yên tâm lao động sản xuất. Đến năm 2022 khi dịch đã dần được kiểm soát thì các phong trào này cũng đã được khôi phục và phụ nữ cũng hăng hái tham gia tập luyện cũng như là rèn luyện sức khỏe để nâng cao sức khỏe cho bản thân trong sản xuất cũng như xây dựng gia đình. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Khương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ và nhân dân hiểu về ý nghĩa của các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, phát huy mọi nguồn lực trong hội viên phụ nữ để đưa phong trào văn nghệ thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tùy vào điều kiện thực tế ở mỗi thôn, khu dân cư để khuyến khích các chị em tham gia. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể dục thể thao gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa sẽ tạo không khí vui tươi sôi nổi trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và vị thế của chị em phụ nữ trong cuộc sống thời nay. Thời gian tới, huyện Mường Khương cũng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn nhân rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khuyến khích tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể thao, các đội văn nghệ tập luyện, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và chị em phụ nữ trên địa bàn. Thì để tiếp tục phát triển cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì chúng tôi là cơ quan thường trực thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho huyện ủy rồi ủy ban nhân dân huyện có những cái cơ chế chính sách và có tiếp tục để đẩy mạnh hơn nữa các cái hoạt động. Và bên cạnh đó thì để cái hoạt động thể dục thể thao của nữ, nhất là nữ dân tộc thiểu số ở trên địa bàn huyện Mường Khương ngày một phát triển hơn nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện sẽ thường niên tổ chức các cái giải thể thao để phục vụ cũng như là đáp ứng cái mong mỏi cho các cái vận động viên, nhất là vận động viên nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành các chủ trương chính sách để phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy khả năng, đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là hành trình lâu dài, bền bỉ và không ít chông gai. Vùng cao Lào Cai hôm nay, đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số đều đã được nâng cao, là minh chứng khẳng định chị em đã dần vượt qua định kiến giới, khẳng định giá trị bằng tài năng, tri thức, lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương.
Trong phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hù Thị Liên, thôn Na Nối, xã Bản Sen, huyện Mường Khương đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, là tấm gương sáng để chị em học tập làm theo. Tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, chị Hù Thị Liên đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư vào mô hình kinh tế tổng hợp. Từ 2 con lợn ban đầu, đến nay thường xuyên duy trì tổng đàn trên 30 con mỗi lứa. Do chủ động được con giống nên đàn vật nuôi không bị dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế. Cùng với chăn nuôi, hơn 1 hecta trẻ đang cho thu hái. Đồi quế với 5.000 cây cũng mang lại nguồn thu nhập cao và khá ổn định. Có vốn, gia đình chị Liên mở xưởng sản xuất gạch xây dựng, đầu tư mua 2 ô tô tải, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của bà con trong vùng. Ngày xưa thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhờ cái chăn nuôi và phát triển kinh tế và cái phát triển về cái gạch ba vanh. Đấy, bây giờ gia đình là thu nhập mà bình quân là mỗi năm là tầm khoảng 3 đến 400 triệu. Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, đảm việc nhà, chị Hù Thị Liên còn tích cực tham gia các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động, tích cực vận động phụ nữ trong thôn tham gia xây dựng nông thôn mới. Chính sự năng động, nhiệt tình với các hoạt động chung, chị Liên luôn được chị em và bà con trong thôn quý mến học tập. Chị Hù Thị Liên ấy, bản thân chị ấy cũng rất là nhiệt tình. Thứ nhất là một đảng viên, cũng gương mẫu đi đầu, phải nhất là về cái tham gia công tác tổ chức hội. Kinh tế khá, gia đình có điều kiện nuôi 2 con ăn học đầy đủ. Những nỗ lực không mệt mỏi của chị Hù Thị Liên đã tạo động lực, sức lan tỏa để phụ nữ địa phương tự tin vươn lên xây dựng cuộc sống mới ấm no. Năng nổ và nhiệt huyết, chị Lý Thị Hoa, dân tộc Bố Y, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Lao Trải, thị trấn Mường Khương, không chỉ làm tốt công tác xã hội mà còn rất tích cực trong phát triển kinh tế gia đình. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị Hoa là tấm gương sáng cho nhiều chị em trong thôn học tập và noi theo. Cũng giống như các hộ gia đình khác trong vùng, gia đình chị Lý Thị Hoa cũng từng loay hoay tìm hướng làm ăn để nâng cao mức sống, chăm lo con cái học hành. Nhờ chịu khó và nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, chị Hoa đã tự gây dựng được kinh tế gia đình vững chắc với mô hình kinh tế tổng hợp gồm hơn 1.000 gốc quýt sen, trên 300 gốc quýt bột, hàng chục con lợn nái, lợn thịt và đàn gà vịt hàng trăm con. Từ thực tế của gia đình mình, chị Hoa đã tích cực vận động, hướng dẫn chị em trong chi hội chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả. Trước đây là cũng rất là khó khăn mà thay đổi cây trồng ăn quả là về cây quýt được hiệu quả, được hái bán mà thu nhập gia đình khá hơn, nhiều hơn ạ. Nhận thấy ở những vùng thôn quê như nơi mình sinh sống, người phụ nữ thường rất vất vả, chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế chị Hoa luôn quan tâm tới từng hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em để có những giúp đỡ kịp thời. Từ đó tạo niềm tin, vận động được đông đảo chị em tham gia các hoạt động của hội. Câu lạc bộ dân ca Bố Y thôn Lao Trải mới được thành lập là một minh chứng sống động cho vai trò của hội viên phụ nữ, giúp giữ gìn phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Lý Thị Hoa là rất là chăm chỉ học tập về các mô hình kinh tế của các chị em khác để về tuyên truyền lại trong những cái buổi họp thôn rồi là họp chị em với nhau, những cái buổi sinh hoạt văn nghệ và văn hóa của các chị em thôn Lao Trải thì chị cũng đã đưa những cái chương trình của hội để tuyên truyền lại các chị em để các chị em hoạt động tích cực hơn. Vừa là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, chị Lý Thị Hoa còn là cộng tác viên y tế thôn bản. Việc nhà bận rộn nhưng chị Hoa đã khéo thu xếp để làm tròn công tác xã hội, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của thôn, của thị trấn. Chị Lý Thị Hoa thực sự là tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu ở vùng cao Mường Khương. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chuyên đề kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.